Bài học số 4. Thiên chỉ. Thời tiết. Phần 1. Từ vựng. Thiên chỉ. Thiên chỉ. Thời tiết. Dự báo. Dự báo. Dự báo. Xia yu. Xia yu. Trời mưa. Yu sản. Yu sản. Cái ô. Chỉ quân, chỉ quân, nhiệt độ. Xia đa xuế, xia đa xuế, tuyết lớn. Mân rơ, mân rơ, oi nóng. Qua phong, qua phong, nổi gió. Thái phong, thái phong, bão nhiệt đới. Liang, liang, mát. Hán lẩn, hán lẩn, lạnh. Chuân thiên, chuân thiên, mùa xuân. Xia thiên, xia thiên, mùa hè. Chiêu thiên, chiêu thiên, mùa thu. Tung thiên, tung thiên, mùa đông. Quân nhoạn, quân nhoạn, ấm áp. Chị chớ, chị chớ, mùa. Xiao yu, xiao yu, mưa nhỏ. Xì yu, xì yu, mưa phùn. Thái dương, thái dương, mặt trời. Tuo yun, tuo yun, nhiều mây. Cao温, cao温, nhiệt độ cao. Phần 2, mẫu câu. 今天阳光明媚，天气特别好. Hôm nay nắng rực rỡ, thời tiết rất là đẹp. 你经常看天气预报吗? Bạn thường xem dự báo thời tiết không? 明天可能会下雨，记得带雨伞. Ngày mai có thể mưa, nhớ đem theo ô. 今天的气温是多少? Nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu? 天气预报说明天要下大雪. Dự báo thời tiết thông báo ngày mai sẽ có tuyết lớn. 最近两天又闷又热. Mấy ngày gần đây vừa oi vừa nóng. 今天晚上超强台风登陆上海. Tối nay có bão cực mạnh đổ bộ vào Thượng Hải. 下雨后天气会变凉. Sau khi mưa trời sẽ mát hơn. 寒潮来了，你多穿点衣服. Gió mùa đến rồi, bạn mặc thêm áo vào. 今天天气怎么样？还很热。今天天气怎么样？还很热。最近几天又闷又热，热得我睡不着觉。 天气预报说明天下午会下雨，下雨以后天气会变凉了。最近几天又闷又热，热的我睡不着觉。天气预报说明天下午会下雨，下雨以后天气会变凉了。那太好了。那太好了。昨天天气预报说奥陆已于今天早晨四点半在岘港市附近沿海登陆。越南中部多地受灾严重，供水供电也受到影响。它的路径怎么样？昨天天气预报说奥陆已于今天早晨四点半在岘港市附近沿海登陆。 越南中部多地受灾严重，供水供电也受到影响。
境是怎么样的？安陆于9月28日下午在菲律宾以动摇面上生成，随后向西南方移动，造成3人死亡，62人受伤，另有3人失踪。真糟糕。安陆已于9月28日下午在菲律宾以动摇面上生成，随后向西南方移动，造成3人死亡，62人受伤，另有3人失踪。真糟糕。这次台风带来风雨天气，特别是海上风力较大。越南每年7月至11月为台风多发季节，真的很心疼我们中部人民。我们应该捐款帮助他们克服困难。这次台风带来风雨天气，特别是海上风力较大。越南每年7月至11月为台风多发季节，真的很心疼我们中部人民。我们应该捐款帮助他们克服困难。